tay ra sạch chứ con. Ồ, ồ, dễ không? Cuối tuần tắm táp bà sổ Jun cho Baymon úp dâu kiểu. Bữa nay thấy nó lên cân không? Dạ có thấy. Nó ăn nhiều lắm em. Dạ yeah, chị. Trời, bữa nay nó ăn kinh lắm. Dí. Mỗi lần mà chị ở nhà là chị ngồi hay ngồi đây nè, là nó cứ đứng sau lưng nó kêu. Nó kêu xong là phải đi đổ gà, vịt, rồi bánh, cá, đồ cho nó ăn. Nó không tự đổ được không? Ăn vặt miếp luôn, ăn vặt từ sáng tới chiều ăn vặt miếp luôn. Vậy hả chị? Xinh đó đúng không? Trời ơi, ăn hoài à. Mà không ăn, không cho nó ăn là nó kêu hoài nha. Nó kêu tới nào mà chị nó nằm, nó lăn lộn tà le hết á, nó ăn dạ. Trời ơi, mặt em kìa. Ôi, cái mặt em da ngồi à. Sạch dữ ta. Chấm nha. Chấm qua. Hôm nay nó roi hơn á chị, nhìn nay nó chậm dí hơn á. Ủa sao kỳ vậy, nay dâu quýnh mẹ nó. Ủa sao kỳ vậy? Ngoan không? Trời ơi. Bánh cá hả chị? Em tắm xong 2 tuần rồi tụi nó vô lại rồi. Dạ. Tụi nó chạy chơi sao? Quậy quá mà chị. Đặc biệt là thằng dâu á, thằng dâu là ở đây đứng đầu thôi. Tắm xong rồi nó cuốn nha, xong rồi bắt đầu 2 tuần sau là nó không có được vậy. Em tưởng giờ nhất phải hút chứ. Cái này phán xét á, cái này khó chịu á chị. Xí, sợ quá, phải dịnh vậy nè. Nào, xí đi. Thế em ơi, cho là em bé á. Mặt chớp lên, chớp mét lên. Thật vĩ vĩ á. Dạ. Tay ra sẵn không? Ồ, dễ không? Trời ơi, cứu tôi. Chị Lâm Ocean phút đó là chị thấy cái tay trong cái mẻn luôn á. Cũng không bao nhiêu ngày mẹ chị đi cho con hả, làm ngoan hiền này nọ. Mọi thứ là tan tành hết rồi. Đi ngoan lắm, để em tắm mở cửa cho chị quay. Té hèn quá, Bi. Bi. Rồi vậy là ngoan dữ chưa? Ủa? Sao bữa nay kỳ vậy? Ủa? Kìa, muốn nổi hơn, dâu với Út không? Lên. Cho nổi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
Đúng rồi chị, đúng rồi. Vậy hả chị? Trả thù quá vậy. Nó cũng tung thằng dâu mà quýnh ngon cái là nó cũng nhào vô liền. Thì mẹ nó nhào vô liền. Cái cơ hội của nó tới rồi á. Thường bị vợ quýnh quá mà. Con đang kêu là ở trong nhà chị là nó thích mặt của con Biên á. Vậy hả chị? Kêu là mặt của đẹp nhất. Không, mẹ thích mặt Út nhất. Em vẫn thấy Út của em mẹ đẹp nha. Mặt của con Biên nó sáng láng, cái nào nó nét đó. Đen đúng chỗ, vàng đúng chỗ. Còn em sạch trơn, không có, ồ, không có. Không có, nè, tao hoài, tao khó chịu. Nào quá, sao còn hiếp tới mòn á. Hả? Biết mòn công chúa không? Chứ thật ra mòn nó đâu có từng chứng chuyện đâu, tại mà nó đi đợi chứng chuyện của mòn trước hết chứ.
mỗi khi mà tắm mèo xong, cái này là thiệt luôn chứ không có phải là dựng tạo dựng hiện trường nha mọi người. Ngáo. Giỏi quá. Xong rồi. Lần nào là con cũng là ba lần mới được hết á. Phải dâu. Nha. Ui da, nó cắn nè. Ôi nó cắn ra vậy nè. Trời ơi. Dâu ơi. Mày không thể chấp nhận được nữa nha dâu. Nha dâu. Nha dâu. Nha. Ủa vậy thì được. Ủa là nhìn. Nhìn người làm được gì? Nhìn người làm được gì? Trời. 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 Nhìn người làm được gì? Nó rất dứt khoát luôn. Út. Dữ lắm, con này nó dữ lắm. Út mẹ, mẹ nói nghe nè. Mẹ biết. Trói Út lại. Trói im bằng đôi chân. Nó nhanh lắm em. Chưa được. Thằng Út là nó nhìn ông Bi vậy vậy thì chứ Mo nãy là nhanh nhất luôn á. Tính ra là mình mẹ Mo là giỏi nhất luôn á. Rồi con sao hả? Con là con phải giống mẹ chứ. Không được. Úc ơi, mẹ Na nói Úc nghe nè. Cái mặt mấy Úc ơi, mẹ Na nói Úc nghe nè. Mẹ Na nói Úc nghe nè. Mình là mình ngoan. Hồi đó giờ là trên mạng là mấy bạn nói con là ngoan đúng không? Đúng không? Nè. Kẹt nhã chặt không? Hồi đó giờ là mọi người nói là con là ngoan, là Út là dễ thương nhất trong cái nhà này. Út ơi. Út trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đùi, cái đùi nó quậy quậy à. Mất tiêu. Trời ơi, đi ngủ mất tiêu. Thần kỳ quá. Vô thiệt chơi là rớt ở đâu trời? Em bị rớt quá. Không, vô rồi, uống rồi. Uống rồi cô ơi.